Em chào anh, em mới nhờ thằng bạn nó biết về Zippo lấy hộ cây đời cổ La Mã này, 2,2 triệu. Anh thẩm giúp em với. Anh nói một câu thôi, nếu không chuẩn em đập luôn, mong anh rét. Ui dồi. À tăng nhở. À thế thì để anh sẽ lấy cái tin nhắn này làm video để cho anh em cùng tham khảo nhé. À, theo anh nghĩ thì em cũng dù nó là thế nào thì em cũng không không nên đập em nhé. À, nếu như nó là hàng thật thì mình dùng để mình chơi cho nó sướng. Còn nếu nó không phải hàng thật thì mình có thể dùng để mình trải nghiệm, để mình có thêm kinh nghiệm, mình có thêm kiến thức để sau này mình đỡ tránh phải sai lầm. Thế thì cái cây này này, cái dòng này này, anh cũng đã nói ở một video như này rồi. Thế thì em nên xem cái video này của anh một đoạn như này này. Đây, em nên xem cái video này. Hộp đấy là đời 12 La Mã, sản xuất năm 96, nhưng thật ra nó không phải sản xuất năm 96 đâu. Về cái phần ruột ấy thì em chỉ cho anh này, cái hàng thật ấy, em đã nói nhiều lần rồi là cái chốt tán bánh xe và tán búa can nó bằng thép và nó bẹt bẹt như này, xanh xanh rám rám như này. Cái ruột của Zippo chính hãng ấy, các cái nét chữ của nó rất là mạnh và nhỏ, nó sắc nét. Đấy, còn cái ruột của anh ấy là nó rất là to rõ ràng. Đấy, có thể là nó cứ thích to đẹp để cho các anh nhìn cho nó sướng thôi, chứ thật ra chính hãng nó không phải như thế. Rồi anh chú ý vào cái chữ Bradford.pa này này. Nếu mà phóng to cái chữ Bradford.pa lên thì cái hàng thật ấy, cái chữ Bradford thì cái chữ F này này, nó phải là chữ FR thì mới đọc được là chữ Bradford. Còn cái chữ Bradford của anh thì cái chữ FR nó lại dập thành là chữ E. Mà cái hàng nhái nó rất hay nhầm phông chữ này, và hàng nhái nó làm hàng loạt, hàng nghìn, hàng vạn cái, nó không qua kiểm tra KCS, thế nên cái lỗi nó xảy ra là chuyện rất bình thường. Đấy, đấy là phần ruột. Còn cái phần mộc đáy đúng không, cái chữ của anh ấy, cái phông nó bị co gọn lại, và nó cái chữ nó bị nhỏ và nó bị co gọn lại lên cái vị trí của cái số 12 La Mã này này, nó lại nằm ở chênh vênh ở giữa. Đấy, còn hàng chính hãng ấy của mấy cái cây Zippo năm 96, hàng nhái của anh thì cái đỉnh trên của cái 12 La Mã nó lại nằm vào thẳng với cái giữa cái chữ Zippo. Còn hàng chính hãng ấy, đây này, cây thứ nhất hàng chính hãng này, bao giờ cái mép trên của cái chữ La Mã nó cũng nằm dưới chân như thế này. Đấy, cây thứ nhất, cây thứ hai nó cũng như thế này, cây thứ ba nó cũng như thế này, và cây thứ tư nó cũng như thế này. Đấy, đó. Thế thì đây anh sẽ phóng to những cái ảnh mà em chụp lên, cái cây Zip của em. Đây anh sẽ phóng to lên, ví dụ như là phần mộc đáy. Đấy, anh sẽ phóng to lên này để tự em so sánh và tự em đánh giá. Chứ thật ra thì anh cũng không biết cây này đó là thật hay không. Nhỡ nói thật hay không thật em lại đập thì nó hơi lãng phí. Đấy, đấy là về phần mộc đáy. Đấy, còn về cái phần chốt tán bánh xe ở phần ruột, chốt tán bánh xe, chốt tán búa cam. Đấy, phóng to lên nó như này. Đó, mặt sau nó như này, mặt sau của ruột nó như này. Đó, và cái phần chữ ở trên cái thành ruột của cái cây Zip của em, anh sẽ phóng to lên cái chỗ này. Đó, em nhìn rõ vào cái chỗ này, xong em so sánh với cái video của anh vừa nãy thì em sẽ tự đánh giá được cây này nó là như nào nhá. Đó, anh Dương Lê Trung là chưa phán cây này của em nó là dòng gì nhá, anh chỉ giúp em phân tích, tự phân tích, và anh cũng không nói cây này chuẩn hay không nhá em nhá. Rồi, cuối cùng chúc em nhiều vui vẻ và may mắn nhá.